đầu với câu hỏi đầu tiên của phụ huynh Trần Thị Thanh Bình. Thế là bạn học sinh muốn học các ngành thuộc nghệ thuật thì có khả năng ký được việc ra trường hay không? Và hay là phải cho bạn học sinh nhà chị là phải chọn các ngành truyền thống để phù hợp với cuộc sống hơn? Đọc lại như nhắc lại câu hỏi. Thì phụ huynh Trần Thị Thanh Bình có câu hỏi là bạn học sinh của anh chị đấy muốn học ngành cùng nghệ thuật thì có khả năng kiếm được việc làm khi ra trường hay không, hay là bạn phải chọn cái ngành khác để phù hợp với cuộc sống? Xin hỏi phụ huynh là muốn đi nước nào? Cái này em test rồi phụ huynh Trần Thị Thanh Bình em vẫn biết chia sẻ. Hello, xin chào tất cả các anh chị. Bình đó, chị Bình. Dạ. Em tên là Bình ạ. Bạn ở nhà là muốn đi học du học. Cảm ơn chị Bình chia sẻ. Hello, dạ. Em chào mọi người có nghe được không ạ? Nghe được ạ. Dạ, bé nhà mình đang có dự định đi du học Mỹ á. Dạ. Như vậy là cháu học ngành nghệ thuật, nhưng mà có thể nói rõ hơn không? Dạ, nó cũng không được rõ ràng lắm, tại vì bạn đang làm chủ nhiệm một câu lạc bộ của trường. Câu lạc bộ này chuyên về biểu diễn, về những cái mà về những cái giống như tuổi teen, các bạn tuổi teen thích là cái K-pop dancing á. Dance pop á, tất cả những cái đó thì bạn rất là có năng khiếu. Và đồng thời là bạn cũng làm về những cái câu lạc bộ truyền thông của trường. Thì bạn thích đi theo về hướng nghệ thuật, giống như là học về film production hoặc là về những cái gì mà liên quan đến nghệ thuật, cũng chưa rõ ràng lắm đâu, nhưng mà chung là như vậy. Rồi nếu như mà cháu nói rõ hơn, ví dụ như là học film production hay là những cái mảng như vậy thì cái nhu cầu rất là lớn. Sau này, và cái ngành này là một trong những cái ngành nó đòi hỏi cũng rất là đặc trưng đấy, đòi hỏi cái khả năng, cái ưu điểm của các bạn khi apply vào những trường này và học về thật tốt thì các bạn phải có năng khiếu. Thì ví dụ như bạn đang tham gia các cái câu lạc bộ, em đang tham gia câu lạc bộ thì chỉ là ví dụ như nhảy dance thì đây là một cái khả năng về của bạn về nhảy thôi, nhưng mà cả bạn cũng có thể qua nước ngoài đó, thì những cái ngành mà giống như dancing hay là các cái thì nó cũng không phải là phổ biến, nhưng mà có thể cái ngành vừa rồi mà chị có nói đấy, đó là một ngành tốt đó chị. Film production là còn cái ngành kia chỉ là giải trí thôi. Vậy nếu như bạn theo đuổi cái Vậy nếu như bạn đeo đuổi cái ngành film production thì bạn sẽ cần chuẩn bị những cái gì khi bạn đang ở Việt Nam trong năm lớp 11 và lớp 12 này? Thì quay lại về các bạn thì trước mắt cái điều đầu tiên là bạn cũng phải là ngoại ngữ tiếng Anh giỏi nha. Cái thứ hai, bạn có thể đi tham gia một số câu lạc bộ hoạt động để tìm hiểu thêm về cái ngành này. Nhưng mà đối với Việt Nam, đối với ngành này á, thì mình phải nhờ những cái người mà có quan hệ trong ngành, và người ta sẽ giúp cho các bạn có tham gia được và định hình, chứ không phải các bạn dễ xin vào. Đó là một cái hướng. Và bên công ty UE cũng như các đối tác có thể giới thiệu được những cái anh chị mà chuyên gia làm trong cái mảng này để cho các bạn có thể tìm hiểu. Sau đó thì tiếp theo là các bạn đối với ngành này nó cũng có những cái ví dụ như về năng khiếu thì nên chuẩn bị một số cái kỹ năng như vậy thì rất là tốt. Chị có hỏi thêm gì không ạ? Dạ, thì vì về cái mặt như là IELTS thì bạn cũng đã luyện, và tới đầu sang năm là khi bạn vào lớp 11 thì là bắt đầu thi rồi, thì cái IELTS, thì GPA thì đã có sự chuẩn bị. Nhưng mà về cái hoạt động ngoại khóa thì đó, thì nếu mà để liên quan tới cái ngành mà như mà mình đang định hướng cho bạn apply đó, thì bạn thực sự là cái ngoại khóa là bạn chỉ làm chủ nhiệm câu lạc bộ của trường thôi, và bạn chỉ có đi trình diễn cho những cái sự kiện của trường. Thì như vậy, và cho hỏi trong trường hợp này thì bạn có cần luyện thêm SAT nữa không ạ? Đối với ngành học SAT này, dạ. Nếu như mà cái này vô một số trường mà ranking thì cũng nên em cũng nên học và luyện thi cũng tốt. Nhưng mà điểm IELTS của học sinh thì hiện nay của cháu là bao nhiêu rồi chị? Dạ hiện nay, bạn đang học lớp 6.5 thôi ạ. Ok, cố gắng thêm ha. Dạ, dạ. Xin lỗi là chị ở thành phố hay là chị ở tỉnh ạ? Dạ, mình ở thành phố ạ. Vậy thì nó có điều kiện tốt hơn nha. Thì cũng có thể liên lạc với bên công ty sẽ hỗ trợ cái này, kết nối cho cháu nha. Có những cái định hướng tốt. Xin cảm ơn rất nhiều. Định hướng là hoàn toàn miễn phí nha. Cảm ơn thầy, xin cảm ơn nhiều. Cảm ơn chị. Ok, chắc mình mời câu hỏi tiếp theo. Chị đã tính thật nhiều cảm ơn thầy. Và sau đây thì xin phép gửi cái câu hỏi tiếp theo đến cho anh Thời, đó là câu hỏi của người Trâm Anh, thì cũng chia sẻ như sau, đó là bạn học sinh chuẩn bị vào lớp 12 của trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, ở cái trường rất là khó của thành phố, thì bạn dự định lên của học Mỹ, mục tiêu là đạt học bổng cao và cần chuyên gia hỗ trợ thêm, không tên hồ sơ thì chuẩn bị thêm những gì cho cái bước du học sắp tới. Chào chị Trâm Anh. Thì cháu năm nay là lên lớp 11 của Trần Đại Nghĩa phải không chị? À 12. Trâm Anh có chị đặt câu hỏi đây chứ. Ok. Trâm Anh ơi, em mới vừa đặt câu hỏi em mời chị ạ. Chị chào chuyên gia và quý vị có cái câu hỏi là bé năm nay lớp bé chuẩn bị một số các tư vấn đầu tiên là phụ huynh muốn học tiếng Việt Nam, mình xin học ở Mỹ được. Rồi về câu hỏi của chị Trâm Anh ha, thì ở đây có một người mà là người thực việc thật luôn, thì mời thầy Tony. Xin học bổng làm sao, IELTS sao, và hiện nay thông báo với chị là thầy Tony hiện nay rất là giỏi, luyện IELTS cho các em và cam kết đầu ra. Thì xin mời thầy. Chào Trâm Anh nha. Hiện tại thì mình thấy là bé đang học ở trường lớp 12 trường Trần Đại Nghĩa, nghĩa là bé này cũng có cái việc là bạn này cũng khá giỏi đấy. Thì để mà du học Mỹ thì muốn mục tiêu đạt học bổng cao thì cái gì nó có yêu cầu cao thì mình được học bổng cao. IELTS cao, GPA cao thì học bổng nó sẽ cao. Hoạt động ngoại khóa tần suất nó cao thì hoạt động nó cũng sẽ cao luôn. Có nghĩa là nó nói đùa về các phụ huynh thì cái vấn đề quan trọng lớn nhất đó là cái vấn đề bạn bé nó phải chuẩn bị được, thứ nhất là những hoạt động ngoại khóa để sang được những học bổng cao để mình thuyết phục người ta. Thứ hai là bé nên có một cái điểm thi IELTS ở mức thuộc dạng cao để các bạn tranh suất được với những cái ứng viên khác, khoảng 7 chấm 8 chấm đổ lên thì các bạn sẽ sang được những học bổng rất là tốt. Cái thứ ba là cái vấn đề về motivation letter, là cái thư động lực của bạn Trâm Anh, thư động lực á, thì để mà tốt nhất á, thì bé phải soạn được cái nội dung trước, cái sườn trước để bé mới phải ghi được những cái ý mà nãy giờ thầy vừa trao đổi lúc khi nãy. Thì cái này có thể là mình tư vấn thêm, mình sẽ tư vấn thêm cho phụ huynh, và phụ huynh nếu cần hỗ trợ thì thầy sẽ hỗ trợ thêm một số cái cách viết cho nó tốt hơn, và có thể là hướng dẫn cho bé thêm lượng cái thông tin về cái IELTS để cho bé được xin học bổng tốt hơn. Tiếp theo cái này thì có thể là thầy Tony cũng hướng dẫn coach cho bé luôn xuyên cả năm. Và có một cái điểm nữa là muốn xin học bổng tốt thì quay lại đầu buổi mình có nói về cái việc mà học khá tại sao xin học bổng được, cho nên thầy Tony coi chừng nha. Thì làm sao cơ bản là chúng ta phải có sự chuẩn bị, những thời gian mà chúng ta sẽ làm cho cái hồ sơ nó được tốt, và cái điểm đó nếu chúng ta có thời gian như là cháu, trường hợp của cháu thì chúng ta đủ 1 năm thì như điều này là rất là thuận lợi để mà xây dựng cao, ví dụ như là có thể đạt 70% là nằm trong khả năng. Chị Trâm Anh. Dạ thầy ơi, dạ thầy, phụ huynh muốn biết là học sinh Việt Nam có được nộp đơn học y ở Mỹ không á thầy? Rồi, về cái này luôn ha. Và học sinh của UV hiện nay là có khoảng, bây giờ không nói nhiều nhưng mà ít nhất là hơn 10 bạn anh chị sinh viên bây giờ đã vô, và có những người là sinh viên y nội trú luôn, tức là được giữ lại luôn, rất là xuất sắc, hoặc là đã từng học John Hopkins, chị biết John Hopkins ở Mỹ ngành y không? Nó đứng thứ 2 tại Mỹ ngành y đấy. Thì việc mình apply vào Mỹ ngành y là được còn nha chị. Dạ. Một số nước là không được nghe chị. Dạ. Úc là không được nhưng Mỹ là ok. Dạ. Rồi, mời câu hỏi. Chị hỏi gì em không? Dạ chắc được nhường cho phụ huynh khác đó thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Chị có câu hỏi thì chị cứ cập nhật, quý phụ huynh có thể cập nhật tiếp theo ở trong cái nhóm chat, group chat trong chương trình. Thì ban tổ chức cũng sẽ tổng hợp lại các thông tin cũng như là sẽ gửi lại những cái câu hỏi của quý phụ huynh đến chuyên gia và giải đáp lại cho quý phụ huynh sau chương trình. Hồi nãy em có thấy một cái ý của chị Anh là sinh viên Việt Nam có thể nên xin học ngành y có bị được không? Và thầy nghĩ là làm sao để giúp cho bạn sinh viên cái ngành này là chắc là thì có chị ở đây và ở đây là mình có một số trường. Tức là ngành y thì trả lời rồi ha, tức là mình có thể apply được và cũng rất là khó. Đi vào y Mỹ thì câu chuyện này phải nói nhiều giờ, thì các em và học sinh mới có thời gian để mà nghe và tìm hiểu. Còn riêng về cái việc học bổng 50% thì với công ty hiện nay thì việc mà sang học bổng mình phải dùng từ sang, tức là mình tìm kiếm và có thời gian thì khả năng học bổng 50% vào những trường rất là tốt thì vẫn trong khả năng của công ty có thể tìm được các chị. Rồi, vậy là anh Thời đã lời trọn vẹn những cái câu hỏi của chị Trâm Anh, cảm ơn chị rất là nhiều của anh Thời. Và bây giờ đi trong cô chat thì em thấy là có nhiều phụ huynh cũng như là các bạn quan tâm những cái câu hỏi như sau. Là em đọc sơ qua một lượt hay là đọc thì bạn chị Trâm Huỳnh có làm câu hỏi là bạn học sinh Trâm Huỳnh có làm cái câu hỏi là bạn đang học lớp 12 thì bạn nên chuẩn bị như thế nào cho cái hành trình du học của bạn, như là nếu như mà được thì các bạn tìm học bổng. Thì đang học lớp 12 thì cũng giống như vừa rồi có phụ huynh vừa hỏi cho em học ở Trần Đại Nghĩa, thì chúng ta đây là thời gian tốt nhất và có khoảng 1 năm để chuẩn bị, sau đó chúng ta vào đại học của Mỹ, các nước. Thì về cái việc này em có thể coi là cái điểm học của em ở trường, điểm học bạ đó, có được giỏi hay không nè. Và chúng ta nếu mà học giỏi thì chúng ta chuẩn bị tiếng Anh lúc này là phải gấp rút nên như vậy. Và sau đó khi mà chuẩn bị kết thúc năm học 12 thì các em có được IELTS khoảng 6.5 chỉ tiêu như vậy là có thể sang được học bổng khoảng từ 50 đến 70%. Đây cũng lại là bạn học sinh Trâm Huỳnh, chứ hồi nãy là trong một đơn để là chị chưa đọc hết câu hỏi của em thì nhắn 2 lần đúng không? Thì bây giờ chị có thấy câu hỏi của em đó là bạn học lớp 12 bạn quan tâm là bên trung tâm mình các anh ở đây có bên đơn vị nào dạy IELTS không? Và nếu như bạn đang ở Đồng Nai thì không biết là bạn có thể học IELTS như thế nào cho hiệu quả cũng như là tiết kiệm thời gian di chuyển nhất. Thì hồi nãy là chị có nói là mình đang có 5 cái voucher thì giá 2 triệu để mình học IELTS đó. Bây giờ xin mời anh giải đáp cho chị. Dạ, Tony. Anh đây là sở trường của thầy Tony. Bây giờ thì hiện tại thì trung tâm vẫn có nhận dạy IELTS và hiện tại nó có hai hình thức dạy IELTS chính. Một là các bạn sẽ đi đến trực tiếp và ở tại công ty để mà học, gọi là homeschooling. Mình sẽ học trực tiếp ở đó và học với tần suất nó sẽ cao hơn. Thứ hai là hình thức học online. Mình sẽ học online qua những cái nhiều cái nền tảng khác nhau như Google Meet hoặc là Zoom. Mình sẽ học qua những cái đó để mà mình trong thời gian bao lâu thì mình sẽ build được cái đó. Thì ví dụ như này, nghe cái trường hợp của Trâm là lớp 12, nghĩa là còn phải một năm để mà xây dựng độ trình IELTS thì nó cũng thuộc dạng thời gian khá là rộng cho mình. Nhưng mà nếu trường hợp mà bạn đã có cái nền sẵn rồi thì khả năng đẩy nó rất là nhanh. Và nếu các bạn trong vòng 1 năm các bạn đạt được 6.5 thì này là hoàn toàn tốt để các bạn xin học bổng 50 đến 70%. Mà tiết lộ cho các em làm ở trung tâm đấy, UEC Sài Gòn ấy, thì hiện nay có một số em vừa rồi đó, từ basic là bộ tỉnh lên, tức là đâu đó là dưới 3 chấm 4 chấm thôi, nhưng mà lên học khoảng độ 5 đến 6 tháng là đã đạt IELTS 5.5 rồi các em. Cho nên việc lên 6.5 nếu mình có cơ bản tốt một chút thì việc lên 6.5 trong vòng 6 tháng hoặc hơn là chuyện đó là bình thường. Ok, thì bổ sung thêm cái thông tin để cho mấy bạn cũng có thêm cái tìm kiếm những cái cơ hội. Thứ nhất là ngoài cái việc mấy bạn học offline tại trung tâm, và ở bên UI cũng có cái nơi để mấy bạn ở và học luyện tập thường xuyên. Thứ hai thì mấy bạn cũng có thể lựa chọn học theo hình thức online, tiếng Anh 1:1, và mình học vừa với giáo viên Việt Nam, mình vừa học với giáo viên bản xứ ở nước ngoài đó. Thì các thầy cô ở bản xứ thì để giúp cho các bạn, thì bên đối tác của bên Goldtop Uni là Kina Idlis thì cũng có những cái chương trình để học trực tiếp cùng với giáo viên Âu Mỹ. Thì mấy bạn cũng có nhiều cái cơ hội để mấy bạn luyện tập luôn với cái người bản xứ. Khi mấy bạn qua bên nước ngoài thì mấy